Tổng Trọng sắp hết thời, ngôi sao mới nổi xuất hiện. Ai sẽ kết liễu thời của ông Trọng? Ở đại hội lần thứ 13 cách đây 3 năm, khi đó sức khỏe của Tổng Trọng đã không tốt do di chứng của lần ngã bệnh tại Kiên Giang trước đó 2 năm. Tuy nhiên, lúc đó sức khỏe chính trị của ông Tổng vẫn vững, trong tay ông lúc đó có tất cả, bao gồm sự ủng hộ của Tập Cận Bình, một ban bí thư với những thuộc hạ trung thành và một bộ trưởng Bộ Công an biết vâng lời. Giờ đây, sức mạnh chính trị của Tổng Trọng đã tổn thương rất nặng nề sau khi Tô Lâm tạo phản. Trước khi ra mặt tạo phản, Tô Lâm đã đi sứ sang Trung Quốc, thể hiện muốn lấy lòng Bắc Kinh. Dù muốn hay không, cũng tới lúc Bắc Kinh cần người mới để mà thay thế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để Tập có thể tính kế hoạch dài hạn hơn. Ông Nguyễn Phú Trọng đã quá già và không còn giữ được sức mạnh chính trị vốn có. Không phải Tô Lâm cứ thích tạo phản là có thể làm được, mà ông chỉ có thể tạo phản sau khi từ Bắc Kinh trở về. Rất có thể chuyến đi Bắc Kinh vào hồi giữa tháng 9 năm ngoái đã cho Tô Lâm một tín hiệu tích cực. Lâu nay Tô Lâm vẫn kiểm soát Bộ Công an, sao ông không ra mặt tạo phản sớm hơn? Bởi nếu tạo phản sớm hơn thì Tô Lâm đã không phải vất vả tranh thủ, chạy đua với quy lịch quá tuổi như hiện nay. Một điểm khác nữa khiến nhiều người đặt câu hỏi, đấy là xét về lực lượng, nhóm Hưng Yên mỏng hơn nhóm Nghệ An rất nhiều, nhưng tại sao Tô Lâm vẫn dám qua mặt làm phản? Đấy là chưa nói đến sự ủng hộ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đệ tử ruột Vương Đình Huệ. Nếu xét về lực lượng trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng, Hưng Yên đấu với Nghệ An chẳng khác nào trứng chọi đá. Không biết Tô Lâm có nhận được sự ủng hộ từ Bắc Kinh hay không, nhưng rõ ràng Tô Lâm đã dám lấy ít địch nhiều, đang ở thế thắng lợi. Có thể nói Tô Lâm là một ngôi sao chính trị đang lên. Một mình náo loạn Trung ương Đảng qua các vụ bắt bớ khắp các tỉnh thành, với nhiều quan đầu tỉnh đương chức, đại náo Bộ Chính trị có việc hạ bệ Võ Văn Thưởng và tấn công dồn dập Vương Đình Huệ. Có khả năng có đến hai trụ bị ngã bởi bàn tay của Tô Lâm. Làm phản trong Đảng Cộng sản không dễ, bởi ngay trong Đảng ủy Bộ Công an có mặt cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng. Tương tự trong Quân ủy Trung ương cũng như vậy. Về mặt nhà nước, ông Tô Lâm đứng đầu Bộ Công an, nhưng về mặt Đảng, ông không phải là người có tiếng nói lớn nhất trong Bộ Công an. Vậy mà ông vẫn dám làm phản. Câu hỏi đặt ra là sức mạnh của Tô Lâm đến từ đâu? Nếu nói sức mạnh của Tô Lâm có được là do nắm binh quyền thì chỉ đúng một phần nhưng chưa đủ. Bởi trước đây Tô Lâm cũng nắm binh quyền, nhưng ông lại rất ngoan ngoãn trước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với việc mất kiểm soát Bộ Công an, có thể nói thời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hết. Tuy nhiên, không biết đến bao giờ mới kết thúc sự nghiệp chính trị, hoặc có ai kết thúc sự nghiệp chính trị của ông hay không. Hiện nay, Tô Lâm là nhân vật nổi nhất, một mình chinh chiến không ngán ngại, ngay cả những tứ trụ mạnh nhất. Rất có khả năng chính Tô Lâm sẽ là người kết thúc sự nghiệp chính trị của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bởi hiện nay không ai có thể áp chế được Tô Lâm. Tô Lâm là ngôi sao chính trị đang lên. Ông Nguyễn Phú Trọng đã không còn là nhân vật mạnh nhất trên vũ đài chính trị của Việt Nam. Tuy nhiên, ông có chịu rút lui hay không thì lại là một câu hỏi to tướng. Suốt gần 3 nhiệm kỳ của mình, ông Trọng luôn dùng quyền lực tuyệt đối trong đảng để tự trao cho mình những điều kiện ngoại lệ. E rằng ông còn muốn tự trao cho mình thêm một suất đặc biệt nữa để tiếp tục ở lại nhiệm kỳ lần thứ 4. Nhưng điều này đã không còn dễ dàng như trước kia, bởi giờ đây không phải ai cũng nghe ông, đặc biệt là Tô Lâm. Từ nay đến đại hội 14, khả năng ông Trọng sẽ rời chính trường giữa nhiệm kỳ là rất cao, bởi Tô Lâm đã thể hiện ý đồ giật ghế trước kỳ đại hội. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tổng Trọng sắp hết thời, ngôi sao mới nổi xuất hiện, ai sẽ kết liễu thời của ông Tổng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Công khai tin bắt Phạm Thái Hà, Tô Quyết kết liễu sự nghiệp chính trị của họ Vương. Vào ngày 24 tháng 4, báo chí đồng loạt đưa tin trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà bị bắt. Đây là thông tin chính thức từ báo chí nhà nước Việt Nam. Trước đó, tin đồn ông Phạm Thái Hà bị bắt đã xuất hiện ngay cả khi ông Vương Đình Huệ vừa trở về
trong chuyến thăm Trung Quốc dài ngày. Ông Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội, được xem là tay hòm chìa khóa của ông Vương Đình Huệ suốt 20 năm qua, từ khi ông Huệ còn làm Tổng Kiểm toán Nhà nước. Thông tin nội bộ cho biết, ông Hà vừa là người kết nối giữa các lãnh đạo địa phương với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, vừa là người lấy dự án trao vào tay Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An. Ngoài ra, thông tin nội bộ cũng cho biết thêm, Phạm Thái Hà nhận hối lộ lên đến 2.000 tỷ đồng từ các dự án cao tốc và các công trình ven biển. Công khai thông tin bắt Phạm Thái Hà, Tô Lâm quyết kết liễu sự nghiệp chính trị của ông Vương Đình Huệ. Ông Hà bị bắt với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để mà trục lợi theo khoản 4 điều 358 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Chức vụ của ông Hà không đủ quyền lực để các nhà thầu trao đến 2.000 tỷ đồng. Như vậy, việc ông Hà lợi dụng chức vụ quyền hạn có thể hiểu được là lợi dụng chức vụ và quyền hạn của sếp của ông. Một khi đã công khai thông tin bị bắt trợ lý Chủ tịch Quốc hội lên trên báo chí của nhà nước thì xem như Tô Lâm đã quyết kết liễu sự nghiệp chính trị của Vương Đình Huệ cho bằng được. Nguồn tin cho biết thêm, lá đơn từ chức của ông Huệ vẫn còn nằm ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chưa đưa ra Bộ Chính trị và Trung ương Đảng. Ông Huệ đã làm mọi cách để mà lá đơn này không nằm trong chương trình nghị sự của Bộ Chính trị, mục đích là câu giờ đã cầu cứu Bắc Triều và ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng Tô Lâm cũng không phải tay vừa. Để vô hiệu hóa chiêu trò câu giờ của Vương Đình Huệ, ông Tô Lâm cho công khai thông tin đến báo chí bắt Phạm Thái Hà. Nếu thông tin này chưa công bố, có thể sẽ có một thế lực nào đó nhảy vào can thiệp, buộc Tô Lâm phải thả Phạm Thái Hà. Tuy nhiên, một khi thông tin đã công khai trước công luận, thì như ly nước thất ra đất không thể hốt lại cho được. Một nhà phân tích giấu tên đánh giá, tình trạng của ông Huệ là không thể đảo ngược, bởi Tô Lâm đã chuẩn bị rất kỹ mọi tình huống, trong đó có cả phương án B, phương án C. Nếu ông Huệ vẫn cứng đầu, Tô Lâm sẽ cho bắt tiếp những sân sau khác, khiến cho ông Huệ phải thua cuộc một cách đau đớn và nhục nhã. Một số cái tên đã được tung ra đó là Bùi Tố Minh, tức Đại gia Minh Nhựa, là chủ doanh nghiệp trong ngành sản xuất nhựa, có trụ sở tại Long Biên, Hà Nội. Sân sau của Vương Đình Huệ không chỉ có Thuận An, cho nên ông Huệ càng cứng đầu thì chỉ càng tạo điều kiện cho Tô Lâm thể hiện sức mạnh. Lúc đó Tô Lâm có cơ hội để mà răn đe tất cả những ai muốn đối đầu với thế lực họ Tô. Vương Đình Huệ đang bị Tô Lâm vây gần như không còn đường thoát. Hiện nay Tô Lâm đang ở thế thắng như trẻ tre, với công cụ là các hồ sơ đen được Tô Lâm sử dụng để đánh bật các sân sau của đối thủ. Rồi sau khi lôi kẻ chủ mưu xuống ghế đang thể hiện tính hiệu quả của nó. Đã có văn thưởng ngã ngựa và sắp tới sẽ có Vương Đình Huệ. Chỉ trong vòng hơn một tháng, Tô Lâm đánh gãy hai ghế trụ của tứ trụ triều đình. Chưa có ai làm được như thế và cũng chưa có ai làm nhanh như thế. Trong lịch sử của Đảng, ngay cả ông Trọng ở thời Hoàng Kim Nhất. Vào ngày 20 tháng 4, ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội đã gửi thông báo về việc triệu tập kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 tới các đại biểu Quốc hội. Theo thông báo, kỳ họp này sẽ khai mạc vào 20 tháng 5, dự kiến bế mạc vào 28 tháng 6. Theo thông lệ, nếu có sự thay đổi về nhân sự, thì trước khi họp Quốc hội, Trung ương 9 phải họp để chốt hạ các vị trí quyền lực, kể cả vị trí đang bỏ trống và vị trí sẽ bị trống. Như vậy, ông Huệ chỉ còn thời gian có 3 tuần để cố vùng vẫy, rồi mọi chuyện phải rõ trắng đen với Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin công khai tin bắt Phạm Thái Hà, Tô Lâm quyết kết liễu sự nghiệp chính trị của ông họ Vương. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d.